2022 và năm 2023 thì tình hình thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Vì như chúng ta đã biết, sau cái đại dịch Covid thì cái sự suy thoái của nền kinh tế cũng đã để lại những cái hậu quả rất lớn. Nhận định được trước những cái vấn đề khó khăn đó thì Bảo Việt Nhân Thọ chúng tôi cũng đã đưa ra được những cái giải pháp và chiến lược cụ thể, từng bước khôi phục lại được những cái hoạt động trong cái hoạt động kinh doanh và tiếp tục tổ chức được các hoạt động kinh doanh. Đến nay cái hoạt động kinh doanh cũng như doanh thu đã tăng trưởng trở lại. Trong cái hoạt động của mình thì chúng tôi cũng hướng đến những cái hoạt động chăm sóc và phục vụ khách hàng và tạo ra được những cái niềm tin yêu của khách hàng dùng trong cái giai đoạn khó khăn.